gì? Bà đang chơi với bà cháu nè. Dễ thương quá à. Hát đi, hát đi. Emily. Bởi vì nói thật thì sợ. Emily. Girl. Mưa rồi. Girl. Emily. Thường vỗ vỗ tay á. Đang nhìn cái bông của bà. Nhìn cái hắn cái bông. Hả? Em đi hát bài bà đi. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Yeah, that's my cow song. Cháu bà chân. That's for how we mean. You know what sister means. I like that. I like it. Do I have a chicken cow song? Giết hại đó, giết hại đó. Thấy tháo cái miếng gì ra thấy nó còn thoải mái hơn ha. Nó không có nhũng dễ nằm hơn. I mean this is not bad. Yeah, em à. Mày muốn mua chơi xe đồ của đồ đấy nha, xe đồ nhảy nha. Yes, Cheryl. Hả, xe đồ? I think she's gonna get the squid hat. Oh yeah, so then we can double animal. Yes. Would she smiling? What are you doing, huh? So cute. Ah, Emily nữa. Bà vẫn. She like it. You like it? Mẹ ai thích đây, bà thích thì Emily thích đây. Nhìn này con bò nè. Dễ thương làm trò cho bà. Moo. 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 Bà vui bà cười kìa. What do squids sound like? I don't know. The chicken would have been so cute. The chickens are flavorful. Oh my god, that would be so cute.
Can we do it again next time? Yeah, I'll tell Boy to bring it. So then you can wear it too. And it'll be like a farm of chickens and cows. Do you even know where your cows are? The cabin. It's not. Do you like it, Cheryl? Just tell Boy. Là nhảy. Dễ thương. Oh, that's really cute. Cái gì nhiều hơn thế nào? Anh dậu uống miếng cà phê không à? Buổi trưa không chào à? Còn hai con nữa. Em làm trò cho bà vui. Em à, em đang coi gì ạ hả? Đang coi siết hả? Em biết coi. Có mấy chỗ này vui á. Nhiều khi nằm thính thì không còn. Oh. Con hả? Con gì đây? Con này con bò rồi bố ba con mực kìa. Ủa gì xong rồi đó hả? Đi vô đi, có để mưa nhẹ. Ồ sợ lạnh, sợ mấy đứa lạnh. Mưa nhẹ á. Mấy đứa cháu quá chị dễ thương hả? Bi bi giờ con kéo cái giường nó ra đi cho nó nhảy cho bà coi đi bi. Rồi chết ra xe rồi bi kéo ra cho dạ. Nhảy để nó nhảy. Bye bye đi. Should we put one on here? Rồi hát đi. Okay. Để đỡ cái đầu qua lên. Let's sing it, ready? Good. Bà ơi bà cháu yêu bà lắm. Cốc bà chanh mà chanh như mây. Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay. Xin cháu vâng lời cháu biết bà vui. Yeah. Do a dance. Cái nỗi có đau không? Không đau hả? Không có đau gì. Không có nào. Chỉ đẹp thôi. Chỉ có mệt thôi. Lâu lên mà tao yêu mà đau. Khóc nhẹ, không khóc nhẹ. Trồng cây trái, ông bà nhà máy, ông bà vui cây trái. La 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 la. Kêu bà hát em gái miền Tây đi. Con không biết hát cái đó. Em nói bà em gái miền Tây. Do you know how it goes? It's like,
Chào anh, em là con gái miền Tây. Mới lên thành phố được có mấy ngày. Bà hát đi, bà hát em gái miền Tây đi, mấy đứa nhỏ. Mình là người miền Tây nè. Country. I mean, it's a little bit confusing because it's to describe a region in the southern part of the country. My grandma did this. You know, Tai, it's technically west, so it's like, it's a little bit confusing. I'm cute, no, I'm cute. Kìa, bà kêu hát cho bà nghe kìa, bà gì cũng được. Sing to her. Your mom was good at the songs. Go lay down, Cheryl. Chị Astro nói tối mình cũng nói với con với Duy với bé Trông đó là giống như bà nội chết rồi. Mà con với bé Trông như Duy nó đâu có đâu, là bà nội còn ở đây mà. Nên hỏi nếu mà giống như bà ngoại của bé Trông như chết rồi đó. Chết lâu rồi. Mẹ. Là sao, là hỏi sao, hỏi ai chết? Nói giống như nói là bà nội chết rồi. Bà nội này chết rồi. Mà chị nói như bình ngoại chết chưa là hai chết rồi á. Có thể hỏi bà ngoại bé chân chết chưa thôi. Tại bà hay hỏi những gì đó. Không, bà hay hỏi những cái vơ giống như là những cái người lâu quá không gặp hay là mất gì đó. Bà lãng trí á, bà hỏi ồ người đó còn hay sống hay mất rồi á. Chứ không phải bà nói là bà chết hả? You know how last night she was saying like bình ngoại chết? Yeah. Oh, we were so confused. Bà ngoại ghẻ, bà ngoại rồi chúng ta có không thấy. Mẹ, em có ẻ. Ồ. Cái gì? Ồ. Ôi, chạy mũi rồi. Ú. Ú. Em ơi. Look how pretty this woman is.